Rồi, hai, xin chào ba mình đã chọn ha. Thì ngày hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Mình có đi tới một cái quán cà phê cá coi rất là lớn ở Cần Thơ luôn. Thì đây là một trong những cái quán cà phê cá coi mà nó mới mở, mới khai trương. Thì mình có quay cho các bạn xem cái bầy cá coi ở trong cái hồ này ha. Thì đây là quán cà phê mà các bạn ngồi ở trong hồ luôn. Các bạn có thể tương tác với cái bầy cá coi này và cho cá ăn trực tiếp luôn ha. Đây là cái bầy cá coi, nó chỉ là dòng mà F1 thôi, cá Việt thôi. Nhưng mà về cái độ màu sắc và cái sức khỏe của cái bầy cá này rất là tốt ha. Thì đối với cá coi thì khi mà các bạn để vào một cái hồ và với một cái số lượng thật là nhiều, thật là đông thì tự nhiên nó sẽ đẹp ha các bạn. Nó sẽ nhìn rất là hút mắt. Tại vì đây là dòng cá coi thì nó sẽ rất là đa dạng màu sắc. Cho nên khi mà các bạn để tụi nó chung vào một cái hồ với cái số lượng nhiều thì nó sẽ rất là đẹp. Không cần phải biết nó là con cá Nhật, con cá Việt hay là con cá mắc tiền cỡ nào, cứ càng nhiều là càng đẹp thôi. Thì hiện tại cái công việc cá coi bên mình thì tạm thời mình nghỉ để nghỉ Tết. Thì mình sẽ bắt đầu lại vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 nhằm vào ngày 11 âm lịch ha các bạn. Thì rất là cảm ơn các bạn trong suốt một cái khoảng thời gian trong một năm qua đã ủng hộ cá bên mình rất là nhiều ha. Rồi qua năm sau thì mình sẽ về rất là nhiều các dòng cá từ nhỏ cho đến lớn, từ bình dân cho tới cao cấp để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn ha. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được là đối với cá coi nó chỉ cần số lượng đông, số lượng nhiều là tự nhiên cái bầy cá nó sẽ, cái thứ nhất nó sẽ dạng người, cái thứ hai nữa là nhìn nó rất là đẹp, nó rất là đã mắt luôn. Thì cái vấn đề mà ưu tiên hàng đầu của đối với cái dòng cá này nó chính là cái oxy và cái hệ thống lọc. Nếu như cái hệ thống lọc của các bạn tốt, các bạn mạnh và lượng oxy cực kỳ dồi dào thì cái bầy cá của các bạn nó rất là khỏe, rất là sung. Giống như ở cái hồ cá này, cái bầy cá nó rất là sung, rất là khỏe ha. Tuy là nó hơi ốm đói, tại vì cái đây là cái số lượng cá rất là nhiều cho nên là đôi khi nó không có đủ ăn á. Cái con cá nó chưa có phát triển hết về cái body. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ha. Hẹn gặp lại các bạn qua Tết.